từng giành tổng cộng 11 huy chương vàng ở nhiều đường chạy, thống trị nội dung 400m nữ trong nhiều kỳ SEA Games. Thế nhưng, trong buổi chiều thi đấu 9 tháng 5 năm 2023 tại SEA Games 32, vận động viên Nguyễn Thị Huyền của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã hụt mất huy chương vàng ở chính nội dung này. Phần thi chung kết khép lại với kết quả huy chương vàng thuộc về vận động viên người Malaysia Serin Samson và La Bay. Nguyễn Thị Huyền giành huy chương bạc, Nguyễn Thị Hằng giành huy chương đồng. Kết thúc phần thi, chân chạy Nguyễn Thị Huyền thắc mắc khi cô bị xếp ở làn 7 dù là đương kim vô địch nội dung này. Cô cho rằng yếu tố này khiến bản thân bất lợi trong cuộc đua với vận động viên người Malaysia. Thì em cũng thắc mắc, em cũng hỏi với huấn luyện viên của em là vì sao mà em lại bị đẩy ra hẳn ngoài ô 7, mà những ô đấy là ô dành những vận động viên mà không có thành tích tốt hoặc là chưa đăng ký thành tích. Và dù gì thì em cũng mấy kỳ liền em vô địch, em đang đương kim như thế, và bây giờ lại đẩy em ra ngoài. Em có thắc mắc, nhưng mà em vẫn phải tự nhủ với bản thân rằng là dù ô nào thì mình là một vận động viên, bản thân mình cũng phải cố gắng. Ô 7 cũng khá bất lợi với em, nhưng mà không phải vì thế mà mình nản hay là mình bỏ cuộc hay mình như đây kia, thì em không là vì như thế. Cũng chắc chắn là sẽ có một chút ảnh hưởng, nhưng mà em nghĩ cũng không nhiều, và cái thời tiết này cũng không phải là quá ảnh hưởng đối với nội dung của em. Nó không phải nắng quá to hay là mưa, nên là thời tiết thì em thấy khá ok. Chỉ là cái thế là được, thì ai cũng mong muốn rằng là bảo vệ được những cái gì mình đã làm, nhưng mà không có đi cũng không được, nên em cũng mới tiếc. Em cũng không cài áo quá, em nghĩ rằng là vận động viên Malaysia đi tốt hơn như thế, bởi vì cách đây một tháng rồi thì em ấy đã phá cái lục Đông Nam Á, là đã đi được 518 rồi. Hôm nay em chỉ đi 5255 thôi, thành tích cũng không phải là tốt, mà em nghĩ là bản thân em cũng có khả năng là chạy được và có thể là xuống đầu năm 2, dưới năm 2-51 thì em nghĩ bản thân em không được, nhưng mà đầu năm 2 nhỏ thì em có thể em làm được. Trong khi đó, tại phần thi chung kết nội dung 400m nam, hai vận động viên đội tuyển điền kinh Việt Nam là Trần Nhật Hoàng và Trần Đình Sơn lần lượt về đích ở vị trí thứ 6 và thứ 8. Vận động viên người Malaysia Umar Osman giành huy chương vàng với 46,34 giây. Hai chân chạy của Việt Nam cho biết đã rất cố gắng, nhưng những vấn đề về chấn thương và thể lực đã ảnh hưởng đến phần thi của mình. Xin chào, vòng loại đang đi đâu? Vấn kheo à? Vâng. Thôi, chiều nay cũng cố gắng nhưng mà là không được ổn lắm. Nên là em cũng hoàn thành nhưng mà không được tốt. Vâng. Là do một phần là lần thi đấu dày đặc quá, nên là tụi em không. Với ngày hôm nay thật sự là rất là mệt, không đủ thể lực để thi đấu hai ngày liên tục như vậy rồi, khá là khó cho tụi em. Còn một cái 4x4 nam ngày cuối cùng, nó là tình trạng như kiểu là bị quá tải do như là trận đấu nó dày đặc, nó bị chín quá. Tại vì mới tối hôm qua tụi em mới vừa chạy thôi, mới chạy cao. Sáng nay là phải chạy vòng loại. Sáng nay bình thường, tức nay khá bình thường thì chưa sự là tốt, tại vì em ra sân thi đấu với chưa có một thể nào mà cái trạng tốt nhất, bị ảnh hưởng nhiều quá so với quá tải. Trong khi đó, ở nội dung nhảy cao nữ, vận động viên Phạm Thị Diễm giành huy chương bạc với thành tích 1m77. Vận động viên Thái Lan giành huy chương vàng với thành tích 1m79. Thành tích của chị này thì nó cũng không cao lắm, nhưng mà cố gắng mình duy trì cái bản thân của bản thân mình. Nói chung là cảm thấy tự hào vì bản thân mình đã cố gắng duy trì và nỗ lực để duy trì cái thành tích thôi. Để mà phấn đấu tốt hơn thì không thể. Nói chung là sức của mình là càng ngày càng đi xuống rồi, tại vì bình thường mình tập mình nhảy rất là kém luôn á, nhưng mà hôm nay nhảy thì là rất là tốt so với từ đầu năm cũng rồi. Cho nên là em nghĩ là bản thân của mình đã vượt qua được chính mình, tại vì mình ở cái độ tuổi như thế này, hiện tại Việt Nam thì chắc em là người lớn tuổi nhất mà còn